Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Phát triển Thể thao Cộng đồng Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam ra mắt dự án phổ cập bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 15 tuổi. Hơn 90% số ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng hơn 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỷ suất cao nhất ở Đông Nam Á. Dự án phổ cập và phòng chống đuối nước Rockman do Tổ chức Phát triển Thể thao Cộng đồng Việt Nam phối hợp Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống đuối nước, phổ cập bơi lội cho cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em yếu thế, khó khăn trong xã hội. Các em được tiếp cận, học hỏi kỹ năng bơi lội, nắm vững biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước. Mục tiêu trong hè năm 2024 sẽ có khoảng 100.000 trẻ em và phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận dự án này. Đây cũng là bước tiến chuẩn bị cho chiến dịch Hành trình xanh tiếp cận hỗ trợ phổ cập và phòng chống đuối nước trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố sẽ triển khai trong năm 2025.